về đơn ca tài tử. Tức là đổi cao sao là để giải sầu, nhiều tháng nhiều ngày mới gặp lại nhau. Mà kẻ cất tiếng ca người khải cũng đàn, sao mắt ba đàn bóng cầm quả đường đi kỹ tí âm từ bốn phương trời. Tay cầm tay không nói hơn lời, nên mượn cung đàn viên nhà cao nhau. Dù cho ai có bệnh hay có nhầm, đổ mồ hôi hay ướt chặt tân hồng, hay những người ở gác phường đâu lên xe dù là hay chức nghiệp cao sang, vào đến đây thì sẽ tư bình đẳng. Nghiệp con tim theo khúc nhà cung đàn, quên những ngày cả đường xuôi cùng giải trí bên tiếng cũ cung đàn. Người đánh đàn phải chịu nhiều khó nhọc, đánh bắt đánh nam ca sĩ chung lúc bài thì hát rất nhiều. Nhạc sĩ phải phun một bài ngân nhã kia, ba giới thật cao mà phải nên ái ngại. Tập bài ơn tua bài vững vàng hay tính đại, đã là đợt ca thì xin hiểu rõ. Ai làm anh thì hãy thêm lại một bên lớp 2 16 câu, lớp 3 10 câu ngắn gọn, lớp 4